chỉ nhớ bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn hư. Bên nhau hát câu ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Sao con tim tôi ra rơi, những ngọt ngào cùng hòa chung lời hát. Đây dịu dàng nên ngất ngây. Người anh cho tôi yêu anh thêm từng ngày, yêu quên đi bao nhiêu ngày dài, yêu quên những muộn phiền đang đến đây. Chỉ như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Sao cuộc tình cô dễ rời, yêu em không nói nên lời. Ăn đi. Ủa sao không ai ăn hết trơn vậy nè? Bánh bò bánh tiêu ngon lắm. Mẹ ăn thôi đi, ăn đi. Ai mà dám ăn, lỡ trong này bỏ độc dược hay độc tố gì rồi sao? Cái bánh này đó là bánh ở nhà tự tay làm, hương liệu tự nhiên đó. Không ăn thì thôi, đừng có nói với người khác người ta còn ăn nữa. Vậy sao bà chắc là nó nhắn tin cho bà? Nó bán cái bánh có 3.000 cái à. Mà nhắn tin hết 5.000 lần. Nó làm gì lỗi vốn sao? Bà nói tôi mới nhớ. Sao tôi dễ tin người quá vậy ta? Nghe thôi dễ sợ. Trời ơi, bây giờ à, bọn trẻ danh nó ra đời sớm lắm. Không tin được bọn nó đâu. Gì vậy? Ăn anh Tư. Ăn bánh hả? Dạ. Ăn tinh bột hả? Ai mua hả? Dạ em. Ăn tinh bột không có tốt sức khỏe. Vậy các em hôm nay có mặt ở đây rồi, sẵn đây anh thông báo luôn. Dạ. Trên tay của anh đang cầm bản kết quả chính thức của ban tổ chức gửi cho anh. Hả? Anh xin thông báo số điểm cao nhất kỳ này là được 72.7%. Trời ơi, cao dữ. Người dẫn đầu thí sinh có số điểm cao đó là tội phạm bánh bò bánh tiêu Anna. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã bình chọn cho mình, cảm ơn mọi người. Bánh bò bánh tiêu ơi, bánh bò bánh tiêu ơi. Bé ơi. À chị Anh nè. Hả? Sao em biết tên chị luôn á hả? Ờ trên mạng có mà. Mà ở trên đó chị trang điểm nên nhìn khác hơn ở ngoài. À khác thì khác, nhưng mà chị đang dẫn đầu số lượt bình chọn đó nha. Dạ chị nhân hậu với tốt bụng vậy mà. Mọi người yêu quý chị là phải. Thiệt không? Dạ thiệt. Bé, bữa nay á, chị xả tóc nè, với lại chị đeo bờm khác hơn bữa. Hôm nay nhìn chị dễ thương hơn bữa nữa. Thấy không? Chị mua hết mà, chị mua hết. Em cảm ơn chị. Ừ. Thiệt tình đó con bé này, gói hết cho chị đem. Dạ. Ừ. Em mới lấy bánh từ cái lò về nè, nhưng mà em lại chở chị đầu tiên. Ờ, vậy chị mở hàng cho em hả? Dạ. Cứ gói hết cho chị đi rồi chị trả tiền cho. Cảm ơn chị. Mặc dù là chị biết á là hôm bữa em đâu có bình chọn ở chị đâu đúng không? Ờ, có mà chị. Điện thoại của mẹ em còn lưu tin nhắn á. Nếu mà chị không tin á, chị đợi ở đây đi, em chạy về em lấy cho chị coi. Thôi, không sao, không sao, không sao, không 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 cần đâu. Em thật thà vậy, chị tin em mà. Cho dù em có nhắn tin cho chị á thì
Tin nhắn của chị á, số lượng bình chọn nhiều dữ lắm. Một mình em chỉ giống như là một hạt cát trong sa mạc thôi à. Em còn kêu thêm 4 đứa bạn của em bình chọn nữa mà. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà cũng không xin nghe gì đâu. Số lượng tin nhắn bình chọn cho chị á, là đến mấy vạn người lận. Mấy tụi em cũng biết chút xíu thôi à, không ảnh hưởng gì. Tại chị nhân hậu vậy mà, lần nào cũng mua hết bánh cho em á, nên là số lượng bình chọn cao là phải. Nè chị. Của chị bao nhiêu vậy em? Dạ 220. Nhưng mà chị dễ thương như vậy á, lần nào cũng mua hết bánh cho em, nên là em lấy của chị 200 thôi. Nè. Dạ. Chị đem 300 khỏi thối. Thôi chị, đưa bánh chị đi. Dạ. Chị té. Dạ. Chị. Bữa sau á, bánh mà bán không hết á thì đem qua đây cho chị. Chị mua nữa cho. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Em về nha. Chị cẩn thận nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Em giao bánh hả? Dạ. Bánh bò bánh tiêu phải không? Dạ. Nhiêu vậy? Dạ, 50. Ai... Trời, sao cô chủ? Gì? Mua về rồi. Bánh tiêu, tiền thối nè. Rồi, được rồi. Ủa, bộ, chủ thèm lắm hay sao mà bà chủ mua quá trời, mua lần cá bọc hả? Thèm mình nội tao, tao ngán được chết luôn chứ ở đó. Ngán? Ủa, chị... Ngán lắm mà, tại vì biết sao không? Con bé Na nhà mình á, nó nói á là phải mua bánh bò bánh tiêu ở chỗ con nhỏ này nè, cho nên ngày nào tôi cũng phải mua ủng hộ hết trơn trời đó. Vậy hả? Không muốn ăn. Chị muốn ăn hả? Ăn đi. Mày ăn im lặng đi, mày làm gì mày chát chép gì vậy? Ừ, má nghe nè con, sao? Trời ơi, ngày nào mà má không mua, một ngày má mua mấy chục cái luôn á, má ăn hả? Không, má ăn không có ngán, ngon lắm con. Ừ. Đợi tôi tí, đợi tôi. Dạ, chào anh. Dạ, mời anh. Các em chờ anh lâu lắm chưa? Các em nóng gì vậy? Dạ không phải anh. Dạ anh này à. Dạ anh. Các em trật tự. Anh xin giới thiệu, đây là vũ sư Minh Hiếu. Thầy Minh Hiếu sẽ dạy các em khiêu vũ. Như anh đã thông báo, trong cái phần thi khiêu vũ, ai nhảy điểm thấp nhất, người đó sẽ bị loại. À, nhảy xấu là bị loại đó. Nhưng mà không sao đâu, không sao, yên tâm, không sao hết đó. Muốn bị loại một người hay loại hết nguyên cả đám? Dạ. Em chỉ muốn loại Nana thôi. Em nói nhiều quá nhức đầu. Anh Tư, gây mất đoàn kết nội bộ kìa anh Tư. Chính vì thế chúng ta mới ở ngôi nhà chung, tạo sự yêu thương, tạo sự đoàn kết. Các em phải chấp nhận vượt qua tất cả. Đó là quá trình rèn luyện tư tưởng cho các em. Dạ, dạ. Nghe anh hỏi, các em trả lời thành thật, không giấu giếm trong lòng. Ai biết khiêu vũ? Ôi trời ơi, dancing là một bộ môn rất là sành điệu. Nếu như mà ai không biết nhảy đầm á, rất là quê mùa. Tôi chưa biết. Thì chính vì anh không biết cho nên hôm nay anh mới kêu thầy Minh Hiếu về dạy đúng không? Không sao hết, không biết thì mình học. Đơn giản thôi mà. Phải không các bạn? Thầy. Không biết thì học. Không ai chấp mình hết. Dạ, giờ đây anh xin nhường lời lại cho thầy Minh Hiếu. Xin chào tất cả các cô gái, tôi là vũ sư Minh Hiếu.
Khiêu vũ là một môn thể thao đầy tính nghệ thuật. Và tập luyện khiêu vũ sẽ giúp cho chúng ta có một sức khỏe cũng như là một thân hình đẹp. Mời con. Chưa đủ mà cần phải khỏe. Vì vậy tôi sẽ đảm bảo cho các em rằng trong quá trình một tháng chúng ta sẽ có vừa có sức khỏe vừa lại đẹp, thân hình lại chuẩn, và đảm bảo cho các em rằng sau này không có ai có thể quật ngã được các em. Thể hiện trình độ tuyệt vời. Bông, tao tự hào vì mày. Ở đây chúng ta có 9 người đẹp và chỉ có một mình tôi. Thì trong quá trình tập luyện tôi sẽ chia đều thời gian ra để tập luyện cho từng người. À dạ. Và theo tôi thấy, một mình thầy mà cai quản 9 em như vậy chắc chắn thầy sẽ lo không xuể. Cho nên tôi tình nguyện phụ thầy để dạy cho các em. Lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ để bao la thở dài em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi ta tin anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn.